cái bộ nail mình kết hợp là bốn 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 là ba bốn tông ha, có nghĩa là bốn tông để mình làm ombre. Thì các bạn thấy cái màu nó ra như thế này ha, đó rất là dễ thương. Đó ha. Và cái shape này là cái shape pointy nhưng mà nó không làm nhỏ lắm ha, thì nó cũng tự tựa thôi ha. Ok, cái tay chị sáng quá à. Ok, bây giờ Smile sẽ làm qua cái bàn này ha. Đó, thì cả nhà coi có thể là thấy được những cái màu ở đây ha. Đó, màu mango, orange, and màu baby green, and màu baby pink, rồi màu nude nè, rồi màu có hình như có màu rain ha, màu gray green nè. Úi trời, nhiều màu quá hỉ. Bây giờ Smile sẽ vô ha, like ha. Hai Ngọc Nguyên nào. Smile có lớp ở và hai Vinny lớp ở ở bên có thể gọi vô công ty ha, thì Smile sẽ nói ha. Hello anh Hải, hello Trần, anh Hải khỏe không hí? Ôi chà, để coi cái màn này đắp cái màu gì ta. Đó là cái màu này là pink anh, mà màu gray ha. Hai chị Lisa, bây giờ Smart sẽ đổi qua cái ngón này là cái màu gray, rồi mình bỏ bút cái màu là màu mango lên ha. Đó mình sẽ lấy ha, bỏ lên nhẹ nhàng thôi ha. Đó bắt đầu mình sẽ lôi nhẹ ra hí. Lôi nhẹ nó ra, bút nhẹ hai bên hông nhẹ thôi. Cái bột nó rất là dẻo ha, các bạn phải rất là gentle, rất là nhẹ nhàng thì cái bột nó sẽ dẻo hơn và nó đi theo cái ý mình muốn nha. Đó, mình đừng có dồi quá là nó sẽ bị xấu đi ha. Bắt đầu mình sẽ vuốt từ trái ha, qua phải ha, vuốt nhẹ xuống thôi, từ phải qua trái, từ trái qua phải lại ha. Oh my god, looking so beautiful. Đó, các bạn thấy không? Xuống rất là nhẹ nhàng để mình zoom lại cho đó, zoom lại thấy cho nó rõ ha. Đó, cho nó rõ cái bột màu nó như thế nào, nó đẹp như thế nào và nó tươi và nó dễ thương như thế nào hi. Đúng không chắc xí? Đó, cái móng này thì nó không có nhọn lắm nha, thì mình làm một cái vành u này thôi, để tí nữa mình vuỗ lại cho nó không có nhọn ha. Đó như vậy thôi. Oh my god, looking so beautiful. Yeah. Bây giờ mình sẽ bỏ cái màu mango lên nha. Đó, mình sẽ lấy chừng này thôi. Đó, mình sẽ bỏ lên nhẹ nhàng. Thấy không? Bắt đầu mình sẽ tém lên nè ha. Đó, đừng sẽ tém lên. Nhẹ thôi. Đó, bắt đầu mình sẽ đưa đi xuống ha. Đưa đi xuống, bắt đầu mình sẽ vuốt nè ha. Vuốt cho nó ra. Oh my god, cái màu này nó đi quá rồi. Đó, bắt đầu vuốt cho nó lại, cho nó đều vô lại cái ombre ha. Đó. Cho nó đi xuống luôn. Ui trời ơi, dễ thương dữ nhỉ. Đó, vuốt hai bên hông cho nó gọn lại ha. Hai chắc xin hí, chắc xin khỏe không? Ui trời ơi, dễ thương à. Đó, màu này rất là dễ thương ha. Bây giờ mình sẽ hai nguyện lên. Bây giờ cái ngón này mình sẽ làm cái màu pink nha, và cái màu pink và cái màu mango ha. Đó, mình sẽ lấy cái màu pink lên. Các bạn thấy không? Pink rất là tươi ha. Tươi giống y như là smile vậy đó. Đó. Đó và dẻo y như là Alex vậy đó. Đó, nhẹ nhàng thôi. Rất là nhẹ nhàng ha. Đó, các bạn thấy không? Bột rất là dẻo ha. Bây giờ mình sẽ vuốt nó xuống ha. Vuốt cho nó xuống. Đó, vuốt cho nó xuống ha. Nhẹ nhàng thôi, bắt đầu mình sẽ đi xuống nè ha. Ui trời ơi, dẻo dữ hí. Vuốt cho nó đi xuống. Đó, ôi trời ơi, cái sparkle. Vuốt cho nó ra ha. Đó là tới hết một ngón nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái màu mango mình bỏ lên hí. Đó, bây giờ mình sẽ tém vô cái phần nhẹ, cái cuticle, tém cho nó mỏng này ha, thì mình không cần phải vuốt cuticle ha,
Bắt đầu mình sẽ đưa bột xuống nhẹ nhàng. Không, bắt đầu mình sẽ vuốt cho nó ra. Ui chào ơi mẹ ơi, đẹp dữ hi. Ui chào ơi, dễ thương quá đi à. Đó, mình vuốt lại sơ sơ lại nha, cho nó gọn cái bột lại. Ui chào ơi, ombre đi xuống rất là dễ thương hi. Mau quá dễ thương đi. Bột này là chui in gòn. Bột này là vừa dip mà vừa đắp luôn, là vừa bới luôn. Đó. Đó, lính nhà sợ thôi, mình càng kỹ chân mô này ha, thì mình càng đỡ phải dụa ha. Đó, ui chà đẹp vậy. Ui chà ơi, hai tính chân hí. I love you too. hai thao hí. Bây giờ cái ngón này mình sẽ làm chút ombre hí. Thì cái ngón tay của người khách này nó bị một cái gọi là cái bị thiếu bên một bên này. Thì mình sửa lại cái móng cho người ta ha. Đó, mình sửa là cho ta để cho cái móng nó bự lại, để cho nó không có bị thiếu ha. Đó, bỏ một chút lia đờ lên ha. Bỏ chút lia đờ lên. Ui chào anh dễ thương này. Đó là như thế này ha. Và bây giờ mình sẽ lấy một cái màu nút. Đó, màu nút ha, ít thôi, đừng có nhiều quá nha. Đó, bây giờ mình đừng bỏ sát quá. Đó, bắt đầu mình sẽ đập cho nó ra này ha. Và cho nó mỏng nha, mỏng thật là mỏng. Đó, cho nó ra ngoài luôn. Đó, vuốt cho nó ra. Các bạn thấy không, nó ra ngoài đây luôn nè. Tại vì mình đang sửa cái ngón lại nè ha. Tại cái ngón của người ta nó bị, nó giống như nó bị thiếu móng á. Đó, mình sửa lại cho nó đều lại vô cái móng này ha. Đó, nhưng đừng cho nó chảy ra nhiều quá. Mình cho nó vừa đủ thôi, ra vừa đủ thôi. Rồi mình ủ một cái lớp clear lên làm cho cái móng nó bự lại ha. Đó, đó là cái cách để mà mình sửa được những cái móng bị như vậy nha. Đó, bây giờ à hít hả, hít thì được luôn, muốn làm gì cũng được hết á. Bột bên chắc nè là muốn làm gì cũng được á, tại vì nó dẻo mà. Mà nó mềm mịn. Đó, ủ một cái lớp clear lên được hết. Hola como está, sí muy bien, sí. Đó, vuốt cho nó ra, dúng lại làm để đừng nghĩ là thành nghiệp. Đó, vuốt cho nó ra để sửa được cái móng này nha. Đó là xong ha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái ngón này, mình sẽ đắp cái gọi là hỗn hợp nha. Cái ngón này thì mình sẽ bỏ cho nó hỗn hợp vô. Đó, hỗn hợp nha. Thì mình sẽ bỏ màu mango, màu gray, không, hỗn hợp nha. Cái này không phải là marble nha, mà là gọi là hỗn hợp. Đó, lên nó ra, đừng cho nó dơ ha. Lên nó ra. Đó, giờ bỏ màu pink lên. Ui, chào anh. Đó, bỏ màu green. Hi Smile, khỏe không? đừng dọa em chị. Hai chị Chis khỏe không? Hai Alex khỏe không? Đừng. Em sợ, đừng làm em sợ. Khổ thiệt. Lên ha. Thì tí nữa mình sẽ vẽ nó giống như vậy thôi. Thì các bạn thấy không, khi mà nó xong rồi nè ha, thì mình vẽ như thế này thì nhìn nó đẹp không, rất là dễ thương. Đó, nó đơn giản lắm mà nó rất là dễ thương ha. Nó chin chin đấy, giống như gái 18 đấy. Xong rồi ở cái là Aston á. Xong rồi mình sẽ bỏ một cái lớp nút này để cover qua này, để cho cái lớp màu đó nó nằm ở dưới cái lớp nút này. Mà cái lớp nút này nó lợt nha, nó không có đậm nha. Thì khi mình sơn cái top lên thì oh my god, so beautiful. Đó, các bạn thấy không? Nó làm cho nó hòa nhuyễn lại nhau này. Thì các bạn thấy nó dễ thương không? Dễ thương ý như là Smile vậy đó. Đó,
răng mà cười hiền muốn hí ái ấy bẻ bẻ cái bẻ mà taxi mà là gây 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 mưa gây bão ở trên 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 néo á đó bây giờ no, đừng mù no đó vuốt cái clear cho nó ra ha đó vuốt cho nó ra. Các bạn thấy không? Thì khi xong rồi nè, thì nó như thế này ha. Và bây giờ cái ngón này mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ làm cái màu mango và cái màu nacho. Hả? Màu mango ha. Đó, mình sẽ bỏ lên. Được á. Đó. Mình đã từng yêu nhau mà. Từng đến với nhau mà tại sao không mua cà phê cho Smile vậy? Đó. Ta đã từng cố yêu đến nửa đời sau. Anh và em mới nãy biết có mấy chai đẹp đây là mua hết rồi đâu cặn chị đẹp đấy. Bởi vậy khổ thiệt. Đâu sao đâu, tí nữa làm xong vẫn đi ăn được rồi. Thôi đi nhậu đi. Nhậu hả? Nhậu ở đâu? Thôi đi nhậu đi. Trời ơi, cái bà hứa không là bà không bao giờ bà đi hết á. Mời mà dâng tới miệng luôn mà bà không qua. Bà hứa mình ok nhậu hí. Cuối cùng hôm qua cho mình leo. Đây nghe, không phá nghe, đang làm tay tôi nha. Đừng đang làm nha. Hai anh Lợi khỏe không? Hai JC Kim. Hai Việt Nguyễn. Ủa, có Việt Nguyễn hả? Dạ không có. Phá hoài nha. Đang làm nail nha. Ủa, Ngọc Đòn là em gái tôi đây nè. Em gái tôi đây, em họ. Ủa có luôn hả? Em họ đây nè, Ngọc Đòn đó. Ok. Em gái thì để em tắp xong cái cục này đã. Hai Ngọc, chị Phượng nè. Để em tắp xong cái cục này đã, mất công xấu nữa em gái chị cười em chết. Ui chào anh dễ thương à. Ui các bạn thấy không? Màu này rất rất là tươi mà rất 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 là dẻo. Đặc biệt đẹp, đẹp giống ý như Smile vậy. Linh ra hí. Ui chào anh dễ thương à. Lên nó ra. Đó. Đó, các bạn thấy không? Dễ thương không? Ui chào em. Ui chào. Ủa. Ok, bây giờ mình sẽ lên cái cỏ ha. Xong rồi mình sẽ dũa xếp ha. Xong rồi mình sẽ gắn diamond. Smile sẽ show cho mọi người cái cách để gắn diamond last long time hí. Đó, mọi người đợi Smile chút hí. Đó, bây giờ Smile sẽ dọn mấy cái hũ bột này, các bạn thấy không? Bốn cái màu này rất rất là tươi nè, các bạn thấy không? Rất là tươi. Đó, tươi ý như Smile vậy ha. Đặc biệt là không bị marble nha. Đó, bây giờ mình sẽ lên đi. Rồi mình sẽ sơn ha. À, mình sẽ xếp cái vũ ha. Smile dùng cái shape là 180 của Just Nail hí. Hai Nguyễn Tung khỏe không bro, khi nào nhậu tiếp đây? Đó, lâu ngày quá ha, nhớ quá hỉ. Ok, bây giờ bỏ đi. Ok. Thank you Amy hỉ. Hi Anthony Nguyễn hỉ. Bây giờ Smile sẽ dũa ha, dũa bên hông. Đó, bây giờ Smile dùng cái đầu dũa 180 thôi, dũa cho nó đã ha. Không có sợ bị đau tay nè, không có sợ bị mòn tay nè, rồi không có sợ bị cắt tay nè. Ui trời ơi, nhiều tác dụng lắm. Các bạn thấy không? Muốn dũa được cái xếp thì mình phải dũa hai cái đường thẳng bên hông này trước hí. Dũa hai cái đường thẳng bên hông trước đã, rồi xong mình mà dũa cái trên phần móng nha. Đó, bắt đầu giờ mình sẽ đi lên nè ha, mình sẽ đi lên dũa cái phần ở trên đầu móng để cho nó không có nhọn lắm ha. Đó là cái cách để mình dũa những cái xếp này nha. Đó, mình sẽ đi dưới một cái này cho nó thẳng ở dưới đã chứ ha. Cho nó thẳng ở dưới đã, không? Bên này cũng vậy. Thẳng ở dưới đã, không? Thẳng ở dưới đã, không? Xong bắt đầu mình sẽ đi lên lại ha. Đó, đi bắt đầu mình chỉnh cái shape lại cho nó gọn ha. Cho nó thẳng và cho nó đều và cho nó đẹp ha. Đó, là xong một ngón hí. Bạn thấy không? Rất là dễ thương ha. Đó, màu này rất là dễ thương. Hello, Starcy Trần ha. Khỏe không hí? Bây giờ Smile sẽ dụ cái ngón này, mình sẽ dụ cái đường thẳng ở dưới trước nha.
cái dựa đường thẳng ở dưới trước này ha, các bạn thấy không, dựa đường thẳng dưới trước này ha, dựa đường thẳng ở dưới trước đó, bên này cũng vậy, dựa đường thẳng ở dưới trước ha, đó thì nó đã có một cái đường thẳng rồi, bây giờ mình sẽ dựa ở trên đầu móng ha, đó mình sẽ dựa ở trên, đó dựa ở trên ha, tại cái móng, mấy cái móng này nó tựa giống như móng bầu nha, nhọn mà nhưng mà nó bầu thì nó không có nhọn lắm, thì đó rất là phù hợp cho những người mà có công ăn việc làm ở nhà ha, đã không có sợ là mang móng những cái móng này mà không có làm được đó, nếu mà làm không được thì có thể xạ thì không có làm luôn, nhờ chồng làm nha. Đó coi như là đó, nó làm xong là nó cuốn gói sẵn cho mình luôn đó, nó đều với luôn đó. Ui chào gần dễ thương này, ui các bạn thấy không, rất là dễ thương ha. Có dũa dưới nha, phải dũa dưới nha, không dũa dưới là không có đường thẳng đâu nha. Này các bạn thấy không, dũa dưới trước này ha, thấy không đó các bạn thấy không, tại sao mình đi vô sâu được, tại vì cái của Smile rất là mềm, cái đầu dũa của Smile rất là mềm, bởi vì Smile muốn đi vô đâu cũng được hết á, không không có sợ cắt tay người ta nè, không có sợ bị mất bột ha. Đó bây giờ mình sẽ dũa trên đó, dũa dưới để trả lại nha. Đẹp đẹp mà, đẹp phải giống như Smile mà đúng không, màu rất là dễ thương. Đó dũa hai bên hông, dũa sâu dũa sâu dũa ngắn gì cũng được hết á. Đó, mình không có sợ là cắt đứt tay người ta hay gì hết, hay đau tay người ta gì hết. Mình dùng cái đầu dũa 180 nha. Đó. Ta đã từng có những đời sau. Ủa em gái chị có trên đó hả chị? Ừ có nè, chị đang nói chuyện ở đây nè. Ồ vậy hả? Ừ. Ủa em gái chị mấy tuổi rồi? Ờ không biết nữa. Em họ. Ồ có chồng chưa? Có chồng, hai đứa con rồi. Ôi trời, thôi bỏ đi, bỏ đi. Trời ơi. Giờ muốn kiếm gì tôi có nè, giờ muốn không tôi giới thiệu cho. Ồ thôi em anh Thành ơi, em hỏi chơi thôi mà. Trời ơi, vợ em nghe được vợ em giết em chết. Vậy á. Ôi trời, chị làm em vừa bay mất bộ luôn. No. Chết rồi. À, xong rồi. Kiểu này là không xong rồi. Chết rồi, mày ơi. Nhắc tới bà xã là tay chân run hết trơn rồi. Còn trẻ lắm. Mới có 18 tuổi rưỡi à. Ờ vậy hả chị? Ai? Chị nói cưng á. Ờ vậy hả? Đúng trẻ rồi. Em mới 18 tuổi rưỡi à. Thì em trẻ mà, em nói thì giàu đó, bởi vì em trẻ mới đẹp được chứ. Trời ơi, chẳng dễ sợ. Đâu giống như mù chắc xì đâu, mù già rồi. Đúng rồi, bên kia nó già. Mù già. Trời ơi, ở bên kia là dài hơn mình đó kìa. Là sao? Chơi đọc một thiếp không nào. Thôi dài quá nhỉ. Ngắn thôi. Ngắn về đẹp ơi. Là sao? Còn trẻ hả? Chị sao? Chính là tôi già hả trời? Nó dám hả trời? Là buồn 5 phút rồi. Ai? Ai nói? Là em chị. Nó hỏi còn trẻ hả? Còn chị sao? Chị già là em. Khổ. Giờ mình sẽ chỉnh lại cái shape cho nó perfect nha. Can I borrow this hand? Chỉnh lại. Cái này thì nó dài nè. Ok, được rồi. Dụ cho nó nhỏ lại chút ha, cho nó gọn lại, cho nó bằng cái bên kia đó, nhưng mà đừng có nhọn quá, được, vừa vừa thôi. I
Tuấn ơi, lên tiếng đi Tuấn ơi. Sao nay kỳ ta, cầm tay gái đẹp sao kỳ vậy ta? Cái gì cũng rớt hết. Hả? Trời ơi, bữa nay hăng hạnh lắm á. Hăng hăng hạnh lắm mới được fat boy nắm tay đó. Okay, I do hopping, okay? So. Before I do it, I have to make all the steps so even. On this side too. So tomorrow my beautiful client she get married. Ủa ai mà xui vậy trời. Bên đó nhà mơ Mary, bên đây mơ đi đám ma làm tay cho đẹp. Mary tomorrow with Justin Bieber. You guys don't know Justin Bieber? That's mine. Baby, baby, oh, oh. Xem like của anh mà còn khóc la như cầm kìa. Là sao? Xem like của anh mà bỏ con khóc. Ai vậy? Ai bỏ con dữ vậy trời? Đông, đông, đông của anh. Đông. Trời ơi, sao lại khổ như vậy nè? Có con hay sao mà khổ vậy? Video Smile có xóa đâu. Để lưu lại mà, muốn coi giờ nào cũng được. Hi Sifu, hi Lucia. Hi Lê, hi Di Bang. Ok. Bây giờ mình sẽ đi sai ha. Rồi mình phủi bụi chơi. Phủi bụi thiệt chứ phủi bụi chơi là sao? Là sao? Ok. Bây giờ Smile sẽ lấy diamond. I made the straight is more even before I apply the color, so cạp cạp ạ. À, cái đàn của em đâu rồi chị? Okay. Em buồn lắm, chị biết không? Okay, có so ba thế cái đàn, bây giờ còn có cả. Bây giờ Smile sẽ gắn diamond hí. Anh chị em nào mà ở Cali muốn làm nail thì cứ tới đây nha, Smile làm cho nha. Đó, làm đẹp để mình đi chơi hí. Why did you not choose nail tip except in the palm? Oh, because I don't have the palm here, so I just do the tip only. Bây giờ ngón này Smile sẽ gắn 3 cục diamond ha. Yeah. Hả? Hỏi ở đâu kìa? Ở đâu vậy chị kìa? Ở Garden Road á, nằm ở đường này nè. Ồ. Put the chip together, great idea, thanks for showing. No, thank you. You're welcome. Trời ơi, móng dài khó đánh quá, đánh lụm trơn trơn này. It doesn't matter what the chip you put in on, but when it later on you apply powder, so you can look, the shape is more straight, you know. So bảo đèn. Bảo đèn thôi. So. Heidi, how are you? Heidi. Okay, xong rồi. Bây giờ Smile sẽ gắn diamond lên nha, tại vì cái khúc này á là nó Smile có gắn 3 cái cục lần, bởi vì Smile phải sơn một cái lớp top trên trước. Không, Smile sẽ bỏ lên nè. Đó, bắt đầu Smile sẽ chỉnh lại cho nó gọn ha. Đó, là một cục ha. Bây giờ Smile sẽ gắn cái cục thứ hai. Houston, oh, you're from Houston, David. Oh, oh then. David, he's from Houston too. San Diego, Texas, Oregon. Wow, you guys from Houston a lot. Can I see that hand? To make sure they look exactly. Texas. Oh, a lot of you from Texas. Rồi. Denver, Colorado. Oh, cái hình như cái ngón này nó hơi cao quá ha.
không sao ha. A lot nail test right now and a lot Holland people, so it's Benny. Let's go Panama. That's it. Oh, hết tài mình. Okay, you guys see it? So I'm gonna set straight, ready? So right now I have to make all nail even before I apply the powder. So this one too. Okay, so today I want to show you guys I do is the little powder because I have a lot of new little come out. So I want to show you guys how the techniques to apply it. So first thing, I have this one. This one is super crazy sparkler. And next thing, I have the powder. So this one, the powder I have, I missing ready. So when you guys buy it, you guys go home, just do it. It's more easy. And this one for 2 hours, okay? So for 2 hours. And the second thing, maybe I do her nail, maybe new color. So I have the maybe I do for her is the salala pink, you know. This salala pink is super pretty color too. And jacket, I don't have jacket over here. My phone on one guy, so I have to put the battery little bit. Okay. Cái ngón này thì mình gắn hai cục cho nó thẳng thẳng rồi tí mình đi cái đường đây mình nhỏ đi vòng vòng ha. Wow, it's so pretty sparkle, you know? So today, I can bat her, so sexy. Salud, okay, salud. She like sexy, you know? Yes. She need to have to be sexy. Okay, so do you using acrylic or just gas? Yeah, I using it. Don't let your battery die. Okay. I checked my phone ready. So maybe I do acrylic. So maybe I do one here. Maybe it's the lovely chair because right now I have a lovely chair, but I like the style people from you guys like lovely chair more. So maybe I do one hand right here lovely chair. So. Maybe I try one for you guys, okay? So, before I do lovely chair, I have the salala pink right here, and I have the lovely chair with salala pink too. So, bữa nay ta đang tập trung. Salala pink, barbecue pink. Bên kia cứ salala la la hoài, bên đây nín thì cho bên đó salala đi. Okay, this is the barbecue pink, and this one the kid pink. Both is look pretty. So maybe I show you one, the last one, okay? Before I apply the acrylic. Okay, before I apply it, so I have to put a little bit the primer in there. Yes. Let her nail last a couple of days. The farmer make sure it burn all cuticle, burn all the oil, so that. So after that, I have to clean all everything before I apply the powder. So, she get long nail, huh? She like long nail. Tonight she go home, she turn on music, Lady Gaga, she dancing, you know? Hot Justin Bieber, you're the Lady Gaga. Yes, not on the music, Lady Gaga. So right now, before I'm doing it, so I using my powder. So I have my brush. It's number 14 from Just Nail, and this brush is really good. Keep the acrylic, the liquid is really good, and
And I'm using my liquid too. This one is from Jasmine too. I have the 32 ounce and 16 ounce. And you can buy 1 gallon too. And this one is no MMA, okay? So, right now, I'm ready. Okay, so I have my acrylic ready. So before I do it, I apply the soft white. And this one is a little bit more white. So, hello. Bit. Sorry, I'm too focused for this, so I can't talk. Yeah, sorry. Bên kia đừng có nhiều chuyện, để bên đây người ta đang làm. I'm at the safe in the corner straight. So what I'm doing right now, I get a little bit liquid and I move them down very slowly and very gentle. This one is how to suit the thing for me. So down like that. I'm using the very brush. Bây giờ mình sẽ vẽ cái đường lai ha, đơn giản thôi. Cái này không phải là đường lai mà giống như cái đường méo. Cái đường méo thôi. Đó. Thì các bạn mua cái treo này thì mình có thể mua trên Chasnail ha. You see, the good thing too like my powder when you guys control it, they not dry really quickly. So they cut time when you guys control it and I set it down like that. You see? And because her nail after I cut something bit because she tell me tomorrow she get married but she want to be cut the cake too. So that's why I tell her why don't keep long nail, because long nail tomorrow you can be the queen, you know. So go home to be the queen, don't do nothing, you have to do everything. You guys see it? Okay, so right now I apply the second one. So I have the salala pink. Biết cái đó không? Biết bài đó không? This one the name my brother him is nó đang nó đang ngồi biết bột nó nghe cái bài nó đặt thế luôn. Sha la 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 la. Đây ha. Nó bỏ vô chút nữa. Bỏ vô chút nữa. Oh my god, you guys see? Oh wow, it's so pretty, it's a lot of pink. Okay, push down like that. Okay, and change a little bit. And set it down. Wow, it's so pretty. Thì nó đã xong ha. Đơn giản ha. Đó, rất là đơn giản. Và bây giờ mình sẽ sơn treo lên. And sơn this side too. And this side too. And make sure in the side, the left side have a powder everything. And you guys remember, don't touch too much strong, okay? Because it messes up it, the ombre is more easy. And this side and left side. Wow. You guys see it? It's salala pink, okay? So... Bạn nhớ đừng có sơn lên cái diamond nha. Okay, so right now, I put the second ball in the top. So before I do it, I have to make sure every nail have a powder. I must lightly just bit to the side. Bỏ đèn. Remember now, they call it salala lamping. And I put it in all the pictures. That's more natural. Okay. I know mostly a lot of people when they do ombre done and they want to put a little bit sparkle little right here. So you guys make sure you guys cover it and when you guys shape the nail and you guys don't lose the ombre. So I get the clear powder too.
Giờ mình bỏ chút dầu lên ha, cho nó sạch sẽ cái kia đi cô. Ôi, dễ thương quá nha. Yeah, can you put two hands on? Nó lại đã. Ôi trời ơi. Ồ, dễ thương quá nha. Ôi, cái này giống như là mặn cầu á. Đúng chứ, mặn cầu. Các bạn thấy cái màu này dễ thương không? Okay, you are get married. Yes, she get married. Đó là dễ thương ha. Okay, so right now I want to guy how to do this thương. Nail. Maybe I do a sparkle later. So this gun is super super pretty sparkle later. And I must dễ thương. Sweat. So make sure you guys do. Đó, thì cái màu này nó ra như thế này ha. Nó đơn giản mà nó rất là dễ thương. Nó không có màu mè lắm ha. Thank you mọi người ha. Thank you mọi người đã xem cái video này ha. Bây giờ mọi người có thể qua coi Alex làm ha. Ok, bye mọi người.